Đấy của họ đây. Logo thích chơi golem à? Một deck những cái deck mà kiểu mà nó có cấu rỉa này, một deck cấu rỉa này, một deck là beat down này. Deck này cũng là beat down giống nhau vậy. Bên kia cũng là kiểu sống xem nhau này. Đúng rồi, có một Inferno thì cũng hay. Tại vì là Inferno cắm chút đấy cũng hay. Vâng, em Sái đến sau thì nhiều người có nhận ra là xinh thật. Nhà mắt hơi lồi sao nhỉ? Mắt hơi lồi bác ạ. Môi thì cũng được, da trắng mịn. Mái tóc thì cũng chấn phương. Tali anh Tali đang ở đằng sau. Tali đang ở đằng sau để thấy chúng ta rõ hơn. Để trai đấy. Giải này là giải của nội bộ của Trung Quốc. Giải thưởng cũng khá là cao đấy, không đùa đâu. Không, ta giao cũng chưa gọi là chưa thằng cũng cùi bắp thôi. Và chúng ta sẽ đến với lại hai giữa Lisop và Au. Này là trứng với lại trứng Ni và sorry. Giải nhất có 40k thôi. Không, cái giải nó bao nhiêu mình chả để ý, nó nhầm nhiều lắm. Vâng, quay lại với trận đấu thì 2v2 mà bình luận như thế này cũng hơi khó nhỉ. Đông quá. Chúng ta chờ xem mà họ đánh như thế nào đây. Chắc là đánh cấu rỉa phát sinh thôi. Thả quân thì cũng thả lung tung lên. Vâng, cắm ngay một cái Tesla. Có fireball chọn rồi. Lao vào trụ không? Không được rồi. Hai bên đều giống nhau mà. Hai bên đều giống nhau mà đều hit down và đều có cấu rỉa mà. Nhưng mà mình nghĩ mà cái đánh cái kiểu này ấy, nó không có dồn quân, nó không có combo được ấy, thì nghe không thích nhỉ. Đánh nó rời rạc quá. Khi mà đánh là kiểu 2v2 mình thích là những combo mình hỗ trợ nhau ấy. Chứ còn đánh kiểu là solo rời rạc này thì hơi đánh nó chẳng khác gì về 1v1. Hello Khôi. Tổ ơi, nhiều comment quá nên quên mất. Và quay trở lại với trận đấu thì vâng, với 2v2 thì có một cái Tesla với lại có một cái Inferno thì cũng là chắc cốp. Giá nhất 900 củ. À, em nhớ là 250.000 là gì nó đề là không phải là nhân dân đất tệ hay là đô la gì đấy. Vì đây là giải cho team. Giải này giải cho team thì vậy là rất là nhiều. Nó không bằng Supercell nhưng mà nó cũng nếu mà tính ra cho team thì nó không bằng Supercell đâu, nhưng mà kinh khủng đấy, không đùa.没错，但是这边是我跟自己的一个单位还剩下一个房子，只有跟进一个飞龙。 Tại sao 2v2 này họ không dùng tuân đu à? Bè hay Tornado mất rồi. Bè Tornado tại sao họ không chọn những con đam lan nhỉ? Bowler cũng được này, Executioner cũng được này. Mình thích Wizard, tại vì Wizard một phần là đam to, một thứ hai nữa là ép họ phải ra 5-4. Ban lốc thì mình mới nhớ là ban lốc rồi, nhưng mà mình muốn là khi mà 2v2 ấy, họ đánh những con đám lan thì nó sẽ có lợi thế hơn khi mọi trận cầu ấy. Và thứ hai là có một Inferno hay có Tesla gì đấy cắm ở ngay trụ thì cũng là thủ ok, hoặc là có khi là có bom sao ở bom thờ hay đấy, dùng cái đùa khi mà 2v2 đâu cảm khỏe lắm. Hoặc là có một combo cũng rất là vui, đó là con bomber đi cùng đi sau đít mới lại còn mấy con tanh quăng cũng phê lòi. Chúng ta cũng sẽ xem cái deck tiếp theo họ sẽ như thế nào đấy. Chính là cái việc mà ban Tondo ở trong cái 2v2 là chuẩn xác luôn, tại vì là khi mà đánh 2v2 mà dùng Tondo thì chết chắc. Cứ là rồi một đống qua ngay qua cầu mà không nhảy qua cầu rồi đấy là mấy ông sắp mặt. Ban lốc vì vậy là King Tower cũng đang đứng yên không biết thế nào thì không được. Luật chơi á, luật chơi đây mình sẽ cho mọi người xem. Đây là luật chơi cho mọi người đây ạ, mọi người có thể xem. Đấy, luật chơi đây. Mọi người rõ chưa? Đây các bạn có thấy dòng cuối cùng không? SX này, SW King of Hill Format. Cái giải này là giải mới vừa đánh ở bên Mỹ, hình như là lớp ở bên nào ta, cái bang nào ta, không nhớ là mình có post clip mà hôm bữa là Supercell có post clip của cái giải này ở trên live trên Twitch và họ sử dụng luôn cái format của cái giải này luôn. Vâng, và quay trở lại với cái deck. Vâng, Minor Sphere họ sợ thích dùng con ngựa đen, có lẽ là vì đó là nằm meta ở trong cái bài trong cái lúc này sử dụng họ nó là meta, vì vậy là sử dụng con này cũng khá hợp lý, mà họ ít khi họ sử dụng con ngựa trắng, vì con ngựa trắng rất dễ bị đánh lạc hướng, còn với ngựa đen á em nó cản cả rất tốt, đập rất ngon. Thứ hai nữa là có khả năng đập lan, có một cái điều rất là lợi thế hơn. Ngày xưa mà con này chưa được búp ạ, một arrow là nó đã mất con cái khiên rồi, nhưng mà từ sau khi mà nó được búp thêm cái khiên nữa thì phải đến 2 vụt, một arrow và một cái giáp nó thì mới chết thì sao. Ủa, mặt nhiều mụn thế. Bác coi trên đâu thế? Coi ở đây lag quá. Coi ở đây lag á? Coi ở stream mình mà lag á? Bạn xem ở trên stream trực tiếp còn lag hơn. Tali chỉ làm backup thôi, vì vậy là Tali có thể là không đánh thì trong những cái trận ngày hôm nay, có thể là những trận sau thì có. Còn với Legend vừa đánh xong và chúng ta cũng chờ xem là Legend có đánh hết rồi, 1v1 kia là hết rồi. Nhưng mà mình muốn stream nốt ở trong cái nốt cái team Nova cho xong. Chúng ta vẫn còn một cặp nữa đánh trong ngày hôm nay, nhưng mà mình sẽ không stream cặp đấy. 还是就地龙先来防守。有没有法术干扰的地龙啊？并没有。不要来太慢，不要来太慢了。地龙一打脸，很吃掉了。哇，这个电台打到了这个电法。好，矿工一个反娃。 Đấy là thay lời Đặng Minh muốn nói là mình thường nói xem của stream của mình mà lag thì các bạn xem ở bên kia mà lag hơn không? Còn quay trở lại với trận đấu thì hai bên đánh một thao cân bằng. Họ rất thích chơi con Lumberjack kết hợp với lại Golem bởi vì con này có khả năng tăng spell mà nó rank của nó. Bây giờ tiếp đến thời điểm nhân 2 thì họ sẽ hút Golem thôi. Mà chặn được tên này không? Chặn được tên này không? Hóc một giáp cho Hóc rồi. Chết đàn bếp luôn. Hóc vẫn có 2 hit đến từ Hóc. 3 hit chứ phải là 2 hit. Wow, stream của mình mà xem được 1080 fps cơ mà. Nguy hiểm quá, một đống kia bao trụ mất rồi. Fireball cho con Ewit. Hay quá. Đúng là toàn đồng đội với nhau, ăn chung, ngủ chung, tắm chung, đánh chung với nhau, vì vậy là rất hiểu ý nhau. Hai bà kia đứng đằng sau ghi chép gì á? Đúng rồi, deck, xong rồi họ sẽ gửi deck. Và thứ hai nữa là họ sẽ hỏi xem là hôm nay vừa ăn, chuẩn bị tí nữa ăn gì, tí nữa đi chơi ở đâu, để có chúng em một xếp lịch, đại loại là như vậy. Tắt giọng nói thì thôi thôi thôi, để cho mọi người